Hồi lúc mình tè mà bị gì á, cái đào tao thôi, cái đào tao không lo ngủ được, tao có lo, tao lo tốn tiền mà anh sáng tao ngủ không được, thì sao? Nói hôm trước thì đi ngoài ra ngủ không được nhiều ngày, quá lo, hồi lúc mà bị da, bị da nói là tự nhiên học. Cái nó ức chế bị cái ni rồi cũng bay về đâu đúng không? Bay về là một cái nó không quay nữa rồi tốn tiền nó xong rồi cái gì cái lúc còn một cái lúc mà mình đi chơi nè rồi thì lúc đi chơi mạng là đào hơi bị nắng rồi đó lúc thì chơi bạn vô rồi thì bắt đầu là tính là xe có 700.000 thôi xong rồi thêm cái lây nữa lên cả chiếc bạn cái lây nữa lên là cho chịu luôn rồi năm mươi triệu rồi tụi tao tao hỏi tiền thầy kể ý là tụi bay cũng mới vô nên tại vì tao hỏi nhiều nó mong là cũng vô họ mới vô họ quay họ cầm tay trước cũng đắp trước chứ họ chưa dùng những bùa rồi nói xong thì không có tao cũng sợ tao kêu bởi chưa bao giờ cái bùa điện thoại tao cầm lấy đâu tại lúc nào tao cũng bùa tao cầm biết ra suy nghĩ được kìa có này liền ngoài buồn được này đất đất ba đó là ba lại nhìn này cái ta ta cũng không định nói là thôi thì để đi hầu hết hầu hết ta nghĩ là ta quay không được bởi vì cái gimbal điện thoại đâu chẳng phải được lấy đâu cái gimbal nó ảnh được thì dạng như là lạ, quá lạ được. Đúng lạ thì cũng chất lượng cũng lạ quá. Ta cũng cái dòng ta là lần đầu tiên mình chọn vô cái gimbal điện thoại với lại cái gimbal này. Đúng rồi, cầm một cái máy ảnh đó, mình chụp ảnh đó, thì là dễ hơn. Ừ, dễ hơn quay. Chặt, để vô mình đặt cái nát đầu. Chặt, đáng đường. Nhưng mà cái này thì hắn chỉ đọc theo một vừa cơ ta, mà vừa cái cách của mình chặt. Mà lẽ là cái này thì cho hơn quá. Cái này đầu tiên đi quay. Nhưng mà lần sau thì chắc mình phải nên nó được thuê làm cho nên ngủ rồi cho nó thoải mái vì kinh phí thì cái thuê phòng cũng thuê mình như vậy thì cái tài mà nhà nghỉ có ở trên phòng khánh thì mới rẻ chứ còn ở dưới này giá nó không có được hầu mà tụi bay hay lúc tụi bay về trình á hầu lúc tụi bay về trình mà bên ni ngủ ngồi ghế hai bay bên ni ngồi bắt họ tài ngủ ngồi có chịu lắm ấy, có chịu nhiều lắm. Còn đi xe chắc mớ đồ nữa, thực sự khó chịu luôn á. Ta nói thiệt chứ, tôi liền luôn. Ta nói thiệt chứ, chừng mớ đồ mà bỏ vô, để thằng khác chở không bao giờ chở được. Bởi vì thì hôm nay mình biết là biết tụi bay kiểu nghệ tụi bay rất nhiều, nghệ lắm. Mình thấy là chiếc Sài Gòn này, đây cái biệt nô mi hiếm ơi mà chở được. Ở những người mà chỉ chuyên do đi phượt thôi mà mình thấy bạn có đi phượt ra đâu đó mà được ta biết được cái nó ta tự sống tự nghĩ luôn á tự nghĩ là kêu ở cạnh miếng gói da đòn chế vô đi chứ bán mặt không sao nhưng mà cái này có cạnh những cái đứa bay mà bị mát cho cái chịu khó á cái mắt khó á cái là gì khó quay được buổi sáng rồi đang chưa dễ bị đau thì kiểu nó một cái lỡ giữa mà là kiểu tập thể tăng nào không biết cái tinh thần của mình 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 cái tinh thần của